Tại sao chúng ta luôn cần và muốn loại bỏ mụn? Mụn khiến nhan sắc giảm đi rõ rệt, gây ra tự ti và ngại ngùng, cản trở trong công việc, tình cảm và cuộc sống, đau rát, ngứa ngáy, khó chịu, để lại thâm sẹo trong thời gian dài. HK Smart Shop giới thiệu đến các bạn kem bôi loại bỏ mụn, nám, tàn nhang, tẩy nốt ruồi, làm mờ thâm sẹo cực kỳ hiệu quả. Bạn đừng quá lo lắng, với sản phẩm loại bỏ mụn vượt trội và chống lão hóa da tối đa, kem loại bỏ mụn Betea Remover sẽ mang đến cho bạn những công dụng tuyệt vời, nhiều bằng thành phần vượt trội từ chất xuất tinh chất thảo dược thiên nhiên. Kem dưỡng da ngừa mụn này đã giúp nhiều chị em và cả các đấng mày râu lấy lại được làn da trẻ trung mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. Với thành phần chính đều chiết xuất từ tự nhiên, kem loại bỏ mụn nám tàn nhang Betea Remover đã chứng minh hiệu quả làm giảm mụn nhanh chóng. Sản phẩm giúp ngăn ngừa, giảm mụn bọc, mụn mủ, mụn trứng cá, tàn nhang, sưng viêm, không bạn lấy lại làn da căng bóng, trắng xinh không tì vết. Đặc biệt giảm cảm giác khó chịu do mụn sưng tấy, không chỉ xử lý mụn mà quan trọng hơn nữa, kem còn giúp bạn ngăn ngừa mụn quay lại hiệu quả, xe tích lỗ chân lông. Công dụng sản phẩm: giảm tình trạng mụn, thâm, đầy mụn lên bề mặt da để loại bỏ nhanh mụn tự nhiên, kích thích tế bào non mới, tăng cường miễn dịch cho da chăm sóc da và ngăn ngừa mụn quay trở lại, tái sinh, phục hồi làn da tổn thương, làn da có vết thương hở do mụn gây ra. Chống lão hóa cho da, làm dịu và dưỡng sáng da hiệu quả, làm lành vết thương trên da, ngăn ngừa tối đa nguy cơ lại sạo và vết thâm sau mụn. Kem Betea Remover đã và đang được rất nhiều chị em tin dùng bởi sản phẩm đem tới không chỉ khả năng giảm mụn mà còn cho cảm giác dễ chịu, giảm rõ rệt sưng tấy, đồng thời ngừa mụn quay trở lại và chăm sóc da. Khoanh vùng ổ viêm, tiêu diệt vi khuẩn ngay từ chỗ giúp giảm ngay sự tấy đỏ, mẩn ngứa và sưng viêm mụn, ngăn ngừa mụn lan rộng, sát khuẩn, tiêu độc, loại bỏ các nốt mụn trứng cá, tàn nhang. Đặc biệt bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả kiểm soát vã nhờn và ngừa mụn cực kỳ hiệu nghiệm, làm lành tổn thương do mụn giúp giảm vết thâm, giảm sẹo sau mụn, kích thích tế bào non mới, tăng cường miễn dịch cho da. Không gây đau, không chảy máu hay tổn thương da, thời gian hiệu quả nhanh chóng, chăm sóc da và ngăn ngừa mụn nám, tàn nhang quay trở lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.